Kính thưa quý vị, trong chương trình Bí mật đồng tiền do VTV24 và công ty chứng khoán SSI phối hợp tổ chức sáng ngày 27 tháng 4, Hoa hậu Mai Phương Thúy, một nhà đầu tư chứng khoán nhiều kinh nghiệm cho biết, khi thị trường đi xuống, những ông chủ lớn thiệt hại nhiều hơn các nhà đầu tư cá nhân. Khi thị trường đi lên, các F0 sẽ kiếm được 10 triệu, có người kiếm được cả trăm triệu, thì các ông chủ lớn cũng kiếm được hàng tỷ đồng, thậm chí cả tỷ USD. Tuy nhiên, khi thị trường đi xuống thì các đại gia này sẽ bị thiệt hại đầu tiên và nặng nhất. Dù thua lỗ họ cũng không kêu ca gì, thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác cũng nên chấp nhận có những lúc phải lỗ khi chơi chứng khoán, Hoa hậu Mai Phương Thúy nói. Ông Phạm Lưu Hưng, Phó Giám đốc SSI Research cho biết trong 2 năm qua, nhiều nhà đầu tư F0 đã tận hưởng giai đoạn đẹp nhất là thị trường luôn tăng điểm mà ít khi đối diện với việc thị trường giảm điểm mạnh. Ngay cả trong quý 1 năm 2021 cũng có thời điểm thị trường giảm sâu nhưng sau đó lại hồi phục nhanh nên cảm giác thua lỗ lướt qua nhanh. Chính vì thế các F0 chưa có nhiều kinh nghiệm ứng xử lúc thị trường giảm điểm mạnh. Mọi người cứ nghĩ đợt giảm điểm vừa rồi trong giai đoạn ngắn và thị trường sẽ lại đi lên, nhưng không ngờ cứ giảm điểm liên tục như vậy. Thực tế việc giảm điểm lần này cũng chưa quá mạnh như năm 2018. Thời điểm đó thị trường đi xuống cả năm 2018, thậm chí kéo qua năm 2019. Việc giảm điểm của thị trường trong thời gian qua cũng giúp các F0 học được nhiều điều và đặt tâm thế đầu tư đúng đắn và tốt hơn trong giai đoạn tới. Tôi nghĩ thị trường đi xuống vẫn có cơ hội đầu tư được, nhưng phần margin phải giảm xuống. Chẳng hạn lúc này thị trường giảm điểm khiến nhiều cổ phiếu đều giảm giá, thì đây là thời điểm mua được các cổ phiếu tốt với giá hợp lý, mà trước đó rất đắt, muốn mua cũng khá đắn đo, ông Hưng nói. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.